Thôi để làm đi, ra đó. Để làm đi. Để bố xin đồ làm đi. Thank you.
Nhiều trời ơi. Mày có bây giờ nào thấy không chứ? Anh cho anh xe. Thì mét được hả? Thì mét ở trong bài chứ không ở trong đề. Cái bài thì được cái tựa này hả? Quan điểm có nhiều quan điểm. Thank you.
Cái gì? Đòi tiền lại đi uống rượu rồi tụi mình đi khỏe.
gà đậu quang. Chị gà đậu quang mới tiệc bay qua Hawaii đi ra đây thuê cái đảo mình ở luôn. Bay qua Hawaii mua cái đảo mình đã ở luôn. Dạ đúng rồi, hàng kia kêu em nói là thế rồi. Kêu bắn xét được việc đi. Chị nói là có điểm xong hết rồi. Đây mình chưa phải ngồi hết. Mấy này phải bằng mấy số cuối cùng mình phải bằng hết. Mình làm được. Để mà sao ăn cắt thôi. Nè nhưng mày tập tắt nó thì cho điều lại. Có mấy cái con dư này nè. Mày đúng không ngang vào mà. Mày đưa cho mặt nè. Hàng gì đó không có kiểu cái gì. Kỳ thế luôn. Mày tự động cũng không thôi. Mà đâu
tiền xong rồi đi lấy chạy. Đi ngược đường này có tiền mua tô. Anh cứ cầm điện thoại luôn đấy. Ngược đường này lá có tiền mua tô. Ờ, đứng đi em rồi. Không sao chứ nói, tại lúc đó là dễ á. Không dễ. Ủa đi. Lấy đi không ạ? Lấy cái này cũng được lại. Cho, em cũng lấy được lại. Không sao chứ nói, chúng tôi mình với mày á. Cắt anh ở bên nào? Cắt anh ở trong cho ai điện á. Được 80 chữ nữa được 5.000 chữ. À, 77 nhiêu chữ? Nhiều lắm. Dạ, chắc cả bài đúng không? Ừ, đúng cả rồi. Bài không biết mà 31 cho em. Ờ, tính luôn. Mấy chứ, tính luôn là tính định. Luôn cái mấy cái hình là 31. Tôi 37 trang nè. Ồ, còn sắp vậy. Hãy biết đâu. Tại gần lưu sỉnh bài dạy. Không được chứ, miễn nó dài ra được một tí là được. Chứ giờ frustrated lắm rồi. Nhớ trước 5 giờ. Đặt lấy lại mình nó kìa. Còn nóng được thì thôi. Cũng được. Tất cả ở nhà tôi không bị gì đó, ở giật là sao xài được, giờ xài cho nó chặt.
Chiếc ai cũng phải học rồi. Education.
Ừ, Văn đang thi. Ở học chung á hả? Ừ, từ đó học chung nó môn này đâu. Ừ. Sao tụi mày? Cũng học chung với vài đứa. Môn này học chung với thằng thằng Nam. Bởi sự là cái lớp đó từ đầu năm tới giờ học. Tôi đi học tôi học riêng nhưng mà còn lại nửa lớp còn lại tầm đủ rồi. Lớp ba chứ. Đối với mẹ. Nhưng mà tôi không có bác cho cái bài của ông, tôi sẽ gửi riêng cho ông. Ừ, đi. Ok, ông mới bác cho. Ừ, gửi luôn đi. Gửi luôn đi. Ok, nhưng mà chưa xong nha. Nè, các bạn gửi tôi luôn đi. Sao mấy cậu thằng kia biết tiếng ai đâu? Ừ, không biết luôn á. Nó đặt ơn lắm á mà. Mà vô lịch chỉ sống gì nè, trung cấp nghiên cứu khoa học mà nó học thầy thi nè, C cộng. Nhớ nó nghe nghe đồn là thầy thi là chỉ là C, C cộng rồi. Nghe mà nó học dễ thiệt nhưng mà dễ ăn. Ừ, không biết luôn á. Mà nhiều lắm hết á, cậu sợ hơn không? Chắc dễ quá. Còn có gì nhất là con đê cậu môn ăn gì học? Chứ là hết thì chỉ thấy gì vậy à? Thì quý nha, nhà con đi nhiều quá. Chưa sự muốn bác đi. Ông là ở đâu ta? À, mà thầy Lê Tình. Ông kiếm tôi đi. Ông kiếm tôi đi. Mà chế ai nhiêu hổ? 30 mấy%. Mình như câu có khẩn đó. Đúng rồi, tao chế cho 50. Trời, anh Tiến đang hẳn thờ đăng tụi mình nè. Mà có thấy sao không? Chị kia, cái chị Phương nó che đó chứ. Anh tự nhiên cái gì? Cái đó là bao mình thấy. Ờ, đúng rồi đó, tự nhiên cái bao nhiêu. Ờ, bà đưa vô á, bà như đúng rồi đó. Và tao thấy thì cũng kỳ. Tao đưa vô cái điện thoại, cái tao chưa lấy đồ, mình đã cái quả học chết. Cái mẹ tôi đi chị biết thấy luôn. Chị biết Nguyễn luôn. Chí Nguyễn. Cái đại học chuyên môn chắc sẽ hay hết rồi. Đó được. Ok. Ok. Mời các bạn ghê ta, ghê ta. Ủa, Phương Hạnh chắc ai chứ Phương Hạnh? Chứ rồi. Nguyên, nguyên bài 16%. Trời ơi. Mà hồi cho tụi tôi làm 100%. Ê, nhưng mà chỉnh lại dưới 7 sát thôi nha. Ừ. Nó không chỉnh luôn, nó chụp quần áo được luôn. Ôi. Lấy kết quả lên đi, tụi tôi cái bắt vô thôi, chứ mình cứ chết vậy nè. Ừ. Tôi bắt vô thêm quá. Nó tăng lên, nó đôi. Tại phòng cũng rộng, chạy chưa tới 5 phút đó. Ok, nghe đi. Nghe đều.
cho chị đi ba. Rồi, chưa cho luôn. Có thêm cho không? Có. Nhiều không? Mình được bao nhiêu chữ? Chán gì? Đây nè. Vâng. Vâng. Đấy, có cho nó tôi là ý. Nghĩ là không biết là nó lo. Rồi, bye bye. Ê, quên cho chọc điện thoại đi của ai? Của tôi. Ủa, điện thoại tôi đó thật. Điện thoại điện thoại tôi vậy. Sao bù lục rồi hiểu không? Thank you.
Bài 8 thì không gọi. Em có bài 9 chưa làm gì? Bài 6 hay vui vẻ ok. Thấy không? Chưa qua. Bài study gì? Chưa qua. Ủa không, mình để con kia kìa. Đâu? Bây giờ mình bắt qua. Ủa hay nè. Mà nó không có này cái này. Mình bắt qua đi luôn gì? Dạ vậy không? Dạ. Nhiều tự thế. Gán cho nhiều đó, 359 tự vô tư cũng nhiều. Cũng quay đã cũng thấy được rồi, cũng quay hiện sinh chứ. Mày tìm dấu lại trong thứ một kêu sao nhở, tôi kêu cái dấu loạn nữa hả, tôi bắt nhóm nó loạn của mày ta bắt nè. Bài đa ba chỉ gửi sao có sức để học bài mấy mốt rồi để cho ngầm nữa đó. Trời ơi mấy bài 9 không không? Đi đợi một nghìn là một số. Mày ơi,
318 tự. Mấy bài trên nữa kìa. Có rồi. Bài 7 đây. 8 nữa. Bài 7 256. Có gì? Thì đây nó chuẩn là 256. À. Ừ. Đúng. Đúng nha. Chấm liền. Rồi còn gì nữa không? Còn bài 10. Bài 10. Chờ 10 thứ tư. Bài 10 tôi qua cậu cũng được. Nhưng sức lên mày mười lát sao chị? Tạo một cục tự động. Tạo một cơ. Cái một cục tự động này. À. Đây, chị bấm app nó lấy bộ chưa? Chưa. App lấy bộ chưa chị? Ủa. Anh chưa đó sao gì để như vậy? Anh chưa đó sao năm không cần thiết phải gì để đó đâu. Đi chị. Nếu mà gọi chị thế thì nó cũng được.